rồi, chúng ta hát cho mình là Linh đây. Rồi, từ cái đây thì anh em có cái là trào lưu thủ cửa ở bên xe đâu. Nhưng mà rất tiếc là truy kích của chúng ta thì mình cũng biết là trong tương lai gần hoặc là tương lai xa, xa vãi cả xa ra thì có thể ra cái chiến đấu độ đấy không thì mình nghĩ ra thôi. Thì ở trong cái bắp rồi đền của hai này anh em sẽ có cái chưa là cái cửa rất là lớn như này, nhưng mà mình vấn đề là mình phải họp với anh em cơ chứ không một mình thì hơi khó. Đây, mình sẽ cầm cổ 6 đồng đôi và đi thủ đây. Các bạn thì nếu mà cứ từng coi như này thì ok, nhưng mà đông quá thì mình hơi khoai đấy. Xịn nhỉ. Đó, đây là khả năng thủ cửa, chúng ta chỉ có một cửa thôi, một cửa là cửa thủ được thì sống mà không thủ được thì từ từ. Ui, chỉ kêu đây là một mình đấy. Bây giờ mà hình dung anh em, hình dung mà hai khỏa 6 đồng đôi thôi thì nó thủ nó bá đạo đến mức độ nào. Thôi thả nhá, kiếm đạn anh em, hết đạn này, nhanh hết đạn quá, sẽ thích nhỉ. Đó, thế là mình nói chung là nhiều anh em ở đây thì đam mê, có khi là đam mê CF hơn cả truy kích, nhưng mà mình vẫn chuyên về một tựa game này thì mình sẽ cố gắng sáng tạo ra những cái chế độ mà có thể là giúp anh em kiểu xem nó vui mắt hơn chút. Rồi từ vào đây. Ôi đồng vai mỗi mình bị út rồi xong rồi. Ôi trời ơi, mình tưởng phải đấy mà sống được, mình có 6 đồng nó nặng quá mà mình không thể rút ra được. Nếu mà rút ra kịp là ngon rồi. Rồi anh em bạn, đây chúng ta còn một cái cánh cửa nữa, cái cổng này nó rộng hơn nó. Nhưng mà thực ra mình méo đường dưới đó anh, cái cửa này đúng không, nó có hai đường vào ấy, ba, thực ra là ba đường ấy, phải hai đường. Mỗi mình thủ méo ổn đấy, mình sẽ được gần gần cửa cũng được. Nó thằng cầu mình chứ. Đó, trên này thì đứng đây thủ thì cũng ngon, đứng đây thủ thì nhưng mà ít nhất phải được ba thằng nó cover được được, một mình thì chịu. Nếu cảm giác vào kho quá thì bôi tay đâu ra té đi. Ui giời, mày né thì né là top với chúng tôi ạ. Tổng dịch mề lâu lắm rồi con béo á. Kiểu xấy hai tay mà kiểu em xấy bắt đầu rồi. Kiểu máu nó tụt nó không phanh luôn ấy. Thật ra là mình nghĩ xem có cái cửa là thủ. Thật ra nó chỉ có thiên nhiên như này thôi. Cái map này nó có... À còn cái cửa cuối đó chính là cửa chuồng của trứng chó. Em có thể vào đây thủ được mà. Nhờ thôi thì nó lại mất vui. Xung này nó mạnh quá mà. Mà đứng thủ trong đấy thì nó... Sợ tử dòm vào thế méo rồi. Cô em nhớ like nhá. Nhưng mà em thích kiểu thế là chế độ chơi thủ cho bên thủ cửa chứ thích à. Hơi xì đàn. Ui, bà tí chết. Thôi này, nhanh thế. Ok em ơi. Ui, đi mau đua để bắn đấy. Bố mắt khán giả. Ê, giòn đông thế mà không thấy đứa nào này. Alo. Đây, vào đây bạn ơi, bạn còn nhiều đây. Bây giờ đây mình chia cho mỗi bạn một ít. Vào đây, tôi có ra rồi. Giời ơi, đây, mình chuẩn bị là bạn chết anh ạ. Cứ chuẩn bị lúc nào sẵn sàng hai tay hay nào. Ui. Ui, gì, con vụ. Con véo, nó tăng. Các bạn nhìn con đầu to, con đầu to còn nó nháy cơ. Mẹ lừa vãi. Không biết thằng này. Sao con lại fit vậy? Thì ra ừ, thủ gì đấy ngon đấy nhỉ, thủ ngon vãi chửi. Nhưng mà nếu mà mình có phải phun bạn băng đạn cơ, hơn một nghìn viên các thứ thì đứng bên trên đấy sấy thì ngon, chứ ở đây mình có 400 mấy viên này nó không ăn thua lắm. Mày chạy đâu, hết đạn rồi. Ôi kìa, dưới đó chạy. Chạy vào bồn mình kìa. Ui ngon vẫn kịp cái kia như nào. Úi xôi ôi xa ép vít bà đã. Thôi, mình nói chung cái thủ cửa đấy thì nó cũng chỉ có với các bạn nó chơi nó là như thế, nhưng mà mình phải là gọi là lập phòng riêng ấy, xong rồi anh em tập trung vào một chỗ cơ thì nó mới vui, chứ còn mỗi mình thì khó thủ quá. Đấy, khi mà anh em thích thì sẽ lập phòng. Đó, anh em vào có thời gian mà vào quẩy của mình. Đó, quay clip các thứ chơi được vui vãi chưởng ra.
Đó, nên em có thể nghĩ ra chỗ thủ riêng rồi để mình còn cùng anh em đi cùng ấy. Đấy, mình chỉ nghĩ được hai chỗ đấy là mình thấy là nó là hợp lý thôi. Ngon này. Chẳng có người chết kìa. Cửa. Để xem có mắt nào có cửa. Cái mắt sa mạc này có cửa nào ta? Cái này á, cái này cửa này thì cái cửa này cũng ngon, nhưng mà tính ra thì nó là thủ thẩm du thôi, chứ nó là kiểu là thẩm du đơn thuần chứ không phải là thủ cửa gì cả. Tiêu hóa bậc 1. Mình vẫn chưa nhìn thấy cửa cái tiêu hóa bậc 2 của nó như nào. Rồi sao đây? Nói thi thoảng là mình đưa mấy vũ khí mình review hết cho anh em rồi, nên là có anh em nào kiểu chơi cùng mà muốn đổi thì mình đổi cho. Được rồi, anh em được cái là trải nghiệm. Ui, chết luôn kìa. Ui, nó là Sokar Epi bạn ạ. Sokar Epi thì Edric nào đi chăng nữa thì mình thấy là kết quả Sokar này nó vẫn được. Cái gì đó nó kiểu nó bất bại đấy. Cái skill chính ra khẩu sắc Edric nó thua xa đấy. Nó yếu hơn nhiều so với kiểu như nào. Nó thua xa hơn với kiểu là em cầm sắc em chỉ hơn cái này. Ô, cái tội ham chơi khóa người thì không hóa rồi cố ra cào mình ạ. Ô khỉ buồn sao cái đấy. Sắc em biết thì nó nhiều đạn thôi, sắc em biết thì nó đạn mà to quá trưởng rồi cái chiến khỏe này. Động để Edric thì mình chỉ động bá thôi. Phải tôi win. Một thực tế mà mình thực sự là mình muốn chối lắm, không thì không thể chối được đâu. Có nó có Holy Seed này. Ui. Ui. Thôi hẹp anh ơi. À. Mẹ ơi, mình bị tụt chân rồi, mình cả chiến nó rồi. Đâu. Cái thế nhờ. À này, mẹ nhớ cái thùng này lại nhớ cái thằng dùng cái nón hôm trước. Cay quá trời. À. Chạy đâu vào đây. Ê này, đằng sau này. Ôi chết luôn kìa. Ui, bắn chết hết luôn đấy. Mạnh thật. Là sao? Tao không bảo ôi chứ. Ôi heo một sao thì ạ. Không ham hố. Cái điện này khó chịu nhỉ. Này thẩm dụ hero này. Đâu hết này. Một sao này. Q free này. Đầu tí thì sẽ tìm cho kho đồ có những cái bao súng gì là lạ như vậy chơi cùng đi đổi cho anh em. Ôi thằng này mẹ mẹ thằng lên được 3 sao ta. 3 sao. Kiểu sao nó chả phát chứ luôn. Phát trở thật. Thì lại cầm lại quả đôi sao đôi. Sao rong đôi này. Ê quả hay đổi không? Alo. Sao rong đôi đi. Chúng nó chạy đi thẳng chú hết rồi. Giờ bốn mình ở dưới rồi. Bốc hơi. Thế con vế ở đây này. Rồi. À, trốn à, trốn à. Ui. Tao đứng dưới bắn mì ạ. Bắn mì đấy. Cái gì đâu. Ui giời ơi. Từng đứa một. Ôi hết đạn. Ui hết cướp rồi. Quả đấy hết đạn mình quên rồi. Mình cứ xây hai tay. Mình không kiểu em xây. Nếu mà xây hai tay liên tục là nó hết đạn cùng lúc ấy. Là tôi bị ngu người đấy nhá. Xây từng luôn kiểu xây từng súng một trước á thì nó mới gọi là anh em xây liên tục được. Nhìn cái thằng cầm katana kia là thế ngấy không chịu được. Ui ôi nhìn kìa, nó đụng cái đụng là chém luôn đấy. Cảm ơn thay cái katana này thì tự chơi không vui lắm, nó rất chiến mạnh quá ấy. Nó mất cân bằng quá ấy. Xách cái quả này mạnh. Nặng không chịu.
Alo. Tôi hết rồi. Thằng nào cũng ấm đít ở trên cái chỗ thẩm du này. Do đâu mà bắn. Ui nhìn kìa, thằng Katana chém kìa. Chết đồ ma. Top thì nên là top rồi. Ui thôi anh ơi, tha cho bạn ấy sống anh ơi. Anh Katana ơi, tha cho bạn ấy. Ôi xong nó chém luôn rồi. Ui ôi, nó chém hết à. Năm trăm điểm đô top vô lý chứ. Từ cái đợt anh Nam chơi nhỉ, còn mấy nghìn điểm anh em đô top căng lắm, thật lãng một gì. Giờ thì anh em sẽ theo cái kiểu chuyển hướng for fun, vui là chính, không kiểu trai hát. Là điểm nó cái này đẹp nghìn hơn nghìn điểm đúng đấy. Ui, không chết chứ. Ui, thằng đồ to quá. Bị thương khôn à. Ôi, ui giời ơi, dù luôn, ui, nó nhái cái ui, nhái. Ui, mình xin ra, xin nhẹ cái game. Ui, thằng Katana kìa, chạy như con chó điên rồi. Từ từ anh em ạ, đánh với thằng này thì anh em đừng vội. Lao vào sớm á, lao vào sớm là nó kiểu nó căn đủ đam ấy. Là nó chém chết, một phát là chết ngay đấy. Đây, cứ dình nó hết đạn ấy. Là được. Ôi nhảy kìa. Nhảy mà nó máu chết rồi luôn kìa. Sao cái này biết. Ui dồi ôi. Cần chiến thứ này thì chết đấy bạn. Cần chiến thứ này là vụ bắt quá. Ui. Bắt chết hết. Ôi, nói chung vui thôi kìa. Đó, với các bạn là luật chơi này thì mình nghĩ nó hay, nó khá là vui. Đấy cho anh em mà có đam mê bộ môn thẩm du thì chơi chế độ thực thể rất là vui. Ôi đấy, mình cao được 2 pha luôn. ABKM Legend. Đó. Quay đi, rất nhiều anh em thích lắm. Nhưng không. Mình sẽ chơi. 2k đam, ghê nhỉ. Có đi tá chỗ đấy này. Có đi tá chỗ đấy này em ơi. Đấy đấy, nó đấy. Nó dịch dịch kìa. Thò cái đít ra kìa. Lúc bắt được 600. Để chú lên hàng. Chú lúc cứ ăn cướp đâu. No. Chạy ơi. Ui, mình bị kẹt. Rồi còn đám vô rồi. Bye bye, về lại nha.